God's all the leaders start to be. Good is Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, toutes les nations veulent célébrer son nom, tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, et sa vérité dure à toujours. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim tư nhân, con tin thắng nơi Ngài. Chiều đổi núi can về, năm nào Ngài chết treo thân,
thắm từ ngày đã hiến dâng máu đào để cứu chúa con và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tội tái sinh đời con. Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con hỡi trái tim tự nhân con tin thao nơi ngài chiều đổi lối can về năm nào ngài chết treo thân tâm từ ngài đã hiến dâng máu đào để cứu chuộc con và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tội tái sinh đời con. Chúng ta cùng đọc kinh bằng tiếng Pháp. Nous allons dire le chapelet de la Divine Miséricorde en français et ensuite nous lirons en vietnamien. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Premier mystère. À chaque dizaine, nous disons ce refrain, Père éternel, ensuite par sa douloureuse passion. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion,
sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion,
sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Au sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Au sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Au sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde. Je voudrais ton amour, ton amour pour me sortir du péché. Mais mon âme est si faible que je n'ose manger de toi, mon Seigneur. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver de torrent de ta miséricorde. Je voudrais ton amour, ton amour qui s'envoie comme un père désolé, qui recherche l'enfant et l'appelle en pleurant sur son cœur. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde. Je voudrais ton amour, ton amour qui pardonne aux pécheurs convertis, invitant au festin ton enfant promis, Jésus mon sauveur.
je voudrais me cacher dans ton cœur. Je voudrais me laver au torrent de ta misère. Je voudrais ton amour. Ton amour qui recherche la brebis égarée, le fion d'un espoir pour une âme sauvée, donnée à ton père. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde. Je voudrais ton amour. Ton amour qui abreuve comme un puits de jardin, au plus loin des mars, avec tant de douceur, la Samaritaine. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde. Je voudrais ton amour. Ton amour qui se donne par les plaies de ton cœur, s'ouvrant à l'infini, s'étendant sur le monde, Jésus rédempteur. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde. Je voudrais ton amour. Ton amour qui attend mon amour important, comme un jour la délève par au nom du Seigneur, tu prie mon sauveur. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais te laver au torrent de ta miséricorde. Je voudrais ton amour. Ton amour est mystère comme la nuit de Noël, quand par Marie ta mère tu venais nous sauver, agneau tout offert. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde. Je voudrais ton amour. Nous allons dire le chapelet de la miséricorde divine en vietnamien. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện lòng thương xót Chúa bằng tiếng Việt. Xin anh chị em hiệp thông cầu nguyện với giáo hội, cầu nguyện với mọi người. Xin Chúa là nguồn mạch sự sống, ban cho mỗi chúng ta được ơn bình an. Xin Chúa chữa lành tất cả các bệnh tật về tâm hồn, về thể xác, về tâm trí, về lý trí, hết tất cả con người chúng ta. Chúng ta cùng đọc lại từ đầu. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha tại sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà vùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha,
cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thế, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết mà tán xác, xuống ngục tổ tông ngày thứ ba bởi trong kẻ chết và sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Chuỗi hạt, lòng thương xót Chúa thứ nhất. Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi vì sự bất trung, lòng cứng cỏi, chai đá của nhân loại. Chúng ta hãy cầu xin Chúa chữa lành cho chúng ta về mặt tâm linh. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm linh của chúng con, để xin Chúa chữa lành cho chúng con về những sự nghi ngờ, xúc phạm, chối bỏ tình yêu Chúa, không tin sự hiện diện của Chúa trong thánh thể, những mê tín dị đoan, coi bói toán, tin tử vi, tướng số, tin thờ ngẫu tượng, những lần không làm dám tuyên xưng làm chứng bênh vực cho đức tin của vào Chúa. Những lần đặt của cái tiền bạc, danh vọng, địa vị lên trên Chúa, những lời nguyền rủa, chúc giữ, thề hứa gian, gian dối, lăng mạ, kêu danh Chúa cách bất xứng. Xin Chúa tha thứ và chữa lành cho chúng con, để nhờ lòng thương xót Chúa, chúng con được trở về và được nhẫn chìm vào lòng thương xót của Chúa là Cha, là đấng cứu Chúa duy nhất của chúng con. Amen. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thiên thính của con yêu dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Ngợi ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, ơi trái tim tự nhân, con tin thác nơi Ngài. Chuỗi hạt lòng thương xót thứ hai, chữa lành về tâm lý. Chúa Giêsu chịu đánh đòn mang lấy những thương tích của tội lỗi nhân loại. Chúng ta hãy cầu xin Chúa chữa lành cho chúng ta về mặt tâm lý. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm lý của chúng con, để xin Chúa chữa lành cho chúng con về những tư tưởng, những ước muốn, những đam mê hướng về dục vọng, tiền tài, cờ bạc, rượu chè, những ám ảnh của hận thù, không tha thứ,
bị sỉ nhục, khinh chê. Những tiềm thức quá khứ đau thương, sự sợ hãi, bị hãm hiếp, đánh đập, cưỡng ép, cướp bóc. Những kinh nghiệm đau thương bị bỏ rơi, tù đày, bị khinh chê, bị nhạo báng. Những mặc cảm của tội lỗi, thua kém, muốn tự tử, muốn trả thù. Những ý nghĩ xấu xa, tư tưởng không trong sạch, hay chán nản, hay nghi ngờ, nghĩ xấu về người khác. Xin Chúa là đấng quyền năng chữa lành, giải thoát và tẩy rửa chúng con, để mang chúng con về sống trong tình thiêu và trong lòng thương xót của Chúa. Amen. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. Chuỗi hạt lòng thương xót Chúa. Thứ ba, chữa lành cảm xúc, những xúc cảm trong con người chúng ta. Chúa Giêsu chịu đội mạo gai trước sự chối bỏ, nhạo báng Thiên Chúa, sự kiêu căng của nhân loại. Chúng ta hãy cầu xin Chúa chữa lành cho chúng ta về mặt cảm xúc. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương cảm xúc của chúng con, để xin Chúa chữa lành cho chúng con về tính tình nóng nảy, hay bực tức, giận dữ, chửi bới, ăn nói thô tục, tính hay ghen ghét, hay giận hờn, dễ thù hận, tính dễ bị kích động, dễ tự ái, những cảm xúc sợ sệt, lo âu, hồi hộp. Xin Chúa lấy đi tất cả những cảm xúc không tốt đó và đổ vào tràn hoa quả của Chúa Thánh Thần vào trong chúng con, và ban cho chúng con sống trong bình an, niềm vui và ân sủng của Chúa. Amen. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tinh của con rất yêu dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Ngợi ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Ơi trái tim tư nhân, con tin thác nơi Ngài. Chuỗi hạt lòng thương xót thứ 4, chữa lành các mối quan hệ. Demandons au Seigneur de nous guérir de toutes les relations entre nous et avec Dieu. Chúa Giêsu vác cái thánh giá vì nhân loại, vẫn sống trong thù hận, đàn áp và gươm giáo. Chúng ta hãy cầu xin Chúa chữa lành cho chúng ta về các mối quan hệ. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương trong mối quan hệ của chúng con, để xin Chúa chữa lành cho chúng con về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái không hòa thuận, không yêu thương, thiếu kính trọng, thiếu săn sóc, thiếu nâng đỡ nhau, bị bỏ rơi, những mối quan hệ giữa anh chị em ruột không hòa thuận, ganh tị chia rẽ, mối quan hệ giữa vợ và chồng thiếu yêu thương, thiếu chung thủy, thiếu thông cảm, thiếu hiệp nhất, thiếu chăm sóc, thiếu tôn trọng nhau, ly dị chia lìa nhau. Mối quan hệ gia đình bên vợ, bên chồng xích mích, gây gổ, nói xấu nhau, mẹ chồng con dâu không hòa thuận, những quan hệ không tốt với anh chị em bên vợ bên chồng, mối quan hệ với bạn bè, nhân viên, chủ hãng, với trên, với những người trong cộng đoàn, trong hội đoàn không tốt đẹp. Xin lòng thương xót Chúa hàn gắn những mối quan hệ đổ vỡ, chia lìa sứt mẻ đó, để chúng con là những cành nho được kết hợp và nên một với cây nho là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. La miséricorde du Seigneur à jamais je la chanterai. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la
chanterai. Chúa ý hạt, lòng thương xót Chúa thứ năm. Nhiều khi chúng ta hay cầu nguyện về, xin Chúa chữa lành chúng ta về thể xác. Nhưng mà thể xác là cái điều mà kém quan trọng nhất trong tất cả các cái năm cái song, năm cái cảm tính của chúng ta. Chúng ta đã cầu nguyện bốn cái song khác, bây giờ là chữa lành thứ năm là về physique, về thân xác. Chúng ta cầu xin Chúa chữa lành chúng ta. Nếu Chúa chữa lành chúng ta về tâm hồn, Chúa cũng chữa lành chúng ta về thân xác. Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá để mang lại sự phục sinh và đời sống mới cho nhân loại. Chúng ta hãy cầu xin Chúa chữa lành cho chúng ta về những bệnh tật, về thân xác. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương của thân xác chúng con, để xin Chúa chữa lành cho chúng con về những bệnh đau nhức thân thể, khớp xương, nhức đầu, run tay chân, tê liệt thân xác, những bệnh đau tim, đau bao tử, đau gan, đau mắt, dị ứng, khó thở, mất ngủ, những bệnh ung thư, bị ung bướu, bệnh viêm gan, bệnh lãng chi, thần kinh, những vợ chồng son sẻ và tất cả những bệnh tật khác. Chúng ta cùng kể những bệnh tật khác nữa, những bệnh tật về coronavirus, những cái bệnh, tất cả những bệnh mà chúng ta không biết đến nữa, des maladies inconnues. Chúng con cậy nhờ danh quyền năng của Chúa Giêsu, cậy nhờ máu và nước cứu độ của Chúa tuôn chảy trên chúng con vào những vết thương và chữa lành cho chúng con. Amen. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim tư nhân, con tin thác nơi Ngài. Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim tư nhân, con tin thác nơi Ngài. Lạy Cha chi thánh, đấng toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha chi thánh, đấng toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha chi thánh, đấng toàn năng hằng hữu,
xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót Chúa. Chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót. Chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót. Chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Anh chị em thân mến, chúng ta cùng nghe bài lời Chúa của Chúa Nhật tuần này. Chúa Nhật kính lòng thương xót Chúa.